Cho bơm lưu lại chứ. And action. Thôi mệt quá, mệt quá. Để tao nói chuyện này nha. Chuyện này rất là ghê gớm. Sắp tới có một trận đấu rồi, gọi là lông trời lở đất. Ghê không? Ghê không? Ghê không? Vì ai chiến thắng là người nắm quyền khu này đó. Ai tụi bay, tụi bay, tụi bay, tụi bay. Tao qua ông báo cho tụi bay nghe cái còn cái này đáng ngàn ghê hơn nữa. Gì? Tụi bay thấy cái này cái gì không? Cái nào đâu? Cái mặt mày, cái mặt mày. Ở sau lưng tao nè. Đó đó. Quay qua nhìn tao coi. Gì vậy? Đây là trang thuốc gia truyền của ông cố tao để lại cho ông nội tao. Wow. Được chưa, được chưa? Ông nội tao để lại cho ba tao. Wow. Ba tao đang bị giấu. Cái gì vậy? Tao cấp cái loại thuốc này nó có công hiệu, ai mà mệt uống vô sẽ khỏe ngay. Ai mà xỉu uống vô bắt tôi dậy liền. Đó, đó, đó. Vậy lắm. Vậy mày uống chưa? Chưa. Sao mày không uống? Đồ quý. Tao tiếc. Cái gì? Cái gì mà tụm ba tụm năm vậy? Hả? Đẹp, em nói chuyện nó vui vậy. Anh thấy cái hồ lô nữa không? Đâu? Nó nói cũng bốn rồi nha, thôi để lại đó. Qua. Rồi sao nữa? Nó nói cái này uống vô là có sức mạnh phi thường. Tao thương bắt nhập luôn. Dữ vậy ta? Nó nói mà. Phải không? Ừ. Đâu có gì đâu, đẹp đâu có gì đâu. Yeah.